Dạ chào cô ạ. Dạ. Dạ được biết là em Thái nhà mình thì có nguyện vọng chuẩn bị thi đại học. Vâng ạ. Công ty gia sư có cử ba thầy đến đây để kèm cặp em. Nếu như gia đình hôm nay đồng ý cái là anh em chúng cháu xin phép dạy luôn ạ. Dạ vâng. Dạ. Ôi giời, nhà tôi thì quan điểm là cháu nó cứ lọt vào đại học thì bao nhiêu nhà tôi cũng xuống tiền ạ. Thế nhân đây cho tôi hỏi là một buổi thì ba thầy lấy bao nhiêu ạ? Dạ ba thầy có 1 triệu đấy ạ. Ba thầy có 1 triệu thế ạ? Ôi dạ vâng ạ, thì xuống tiền luôn ạ. Dạ, cô. Giới thiệu với cô, đây là thầy giáo Trung, chuyên dạy văn. Mời thầy lên bục giảng để dạy em luôn. Cháu xin phép cô nhé. Vâng ạ, mời thầy em ạ. Em tập trung nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích tác phẩm Bắc Kim Thang. Chính xác, chúng ta sẽ đi vào 4 câu chủ đề của tác phẩm này. Câu đầu tiên, chú bán dầu qua cầu mà té. Chính xác. Vậy chúng ta cùng đi vào hỏi tại sao chú bán dầu qua cầu mà lại té. Ở đây ta cùng nhau phân tích. Chú bán dầu là chú bán dầu gì? Cầu gì? Và chú té thế nào? Ở câu hỏi là dầu gì, chúng ta hoàn toàn có thể loại ngay phương án đầu tiên, đó là dầu diesel. Vì làm sao? Vì thời đó chưa phát minh ra động cơ 4 thì. Chỉ còn lại là dầu gió và dầu... 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 dầu rán ạ. Nhưng dầu gió ta hoàn toàn có thể loại ngay, bởi vì dầu gió sẽ không mang đi bán dạo, mà phải bán ở đâu ạ? Hiệu thuốc. Qua câu hỏi số 2, cầu mà chú bán dầu đi là cầu gì? Cầu sắt. Không phải cầu sắt. Cầu bê tông. Không phải cầu bê tông, vì những loại cầu chắc chắn như thế thì không thể dẫn đến hành động té của chú được. Ở đây ta biết chú đi qua cầu tre. Cầu tre lắt lèo gập ghềnh, khó đi mẹ dắt con đi. Ở đây chú lại té, chứng tỏ là chú không có mẹ. Một tấn bi kịch của nhân vật bán dầu. Chú mồ côi mẹ và phải đi bán dầu dạo. Qua cây cầu, dầu vãi ra cầu, dẫn đến trơn trượt và chú bị té. Và chúng ta được đáp án là té thế nào ạ? Té sấp mặt. Tiếp theo, một câu hỏi tu từ mang tính địa lý rất cao. Chú bán ếch ở lại làm chi? Chú bán ếch ở lại làm chi? Có ai biết không? Không ai biết. Chính vì thế chúng ta mới phải học. Và để chúng ta tìm được ra đáp án, chú bán dầu đang ở trên cầu và bị trơn trượt. Vậy lúc này chú bán ếch phải ở đâu? Chú bán ếch ở dưới, cụ thể là dưới ruộng hoặc bờ sông, bờ mương, bởi vì những nơi đó mới có ếch để cho chú bán ếch bắt ếch. Bắt ếch. Và chú ở lại làm chi? Vẫn là câu hỏi tu từ của tác giả. Chú ở lại là để lao ra đỡ chú bán dầu. Chú bán ếch đỡ chú bán dầu, liệu có phải vì tiền công? Và tiếp tục, ta lại cần phải tìm ra đáp án. Liệu chú bán ếch có đỡ được chú bán dầu hay không? Theo em thì đỡ được ạ. Hồ đồ! Muốn biết được là đỡ hay không, chúng ta cùng đi vào 2 câu tiếp theo. Con le le đánh trống thổi kèn. Con bìm bịp thổi tò tí te tò. Tè. 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 Con le le và con bìm bịp chắc chắn không phải là 2 con động vật. Vì sao? Vì động vật thì không thể có kỹ năng đánh trống và thổi kèn. Qua đó ta biết rõ đây là 2 con người. 2 người nhạc công của phường Bát Âm. Và cũng chính qua 2 câu thơ này, ta có thể biết luôn giới tính của 2 nhạc công này. Giới tính của họ là giới tính nực. Nực. Được. Không. Nếu là giới tính nực thì người ta sẽ phải viết là thằng le le, ông bìm bịp. Nhưng ở đây là con và con. 2 từ con nhấn mạnh lại
ta có thể hoàn toàn hiểu rằng hai nhạc công này có giới tính nữ. Nữ giới tính nữ. Một phường bát âm đặc biệt khi tất cả các nhạc công đều là nữ. Quay lại với câu hỏi tu từ ở bên trên, ta thấy rằng không nghiễm nhiên mà phường bát âm phải đánh trống thổi kèn. Phải có gì ạ? Đám ma. Đám ma của ai? Của chú bán dầu và chú bán ếch. Ở đây ta hiểu rằng một thảm kịch đã xảy ra. Chú bán ếch không đỡ được chú bán dầu, và chú bán dầu đâm đầu vào chú bán ếch. Hai người chấn thương sọ não và cùng chết. Ôi. Qua tác phẩm này ta rút ra được những bài học như sau. Đó là cần có tinh thần tương thân tương ái, có tinh thần lá lành đùm lá rách. Chính xác. Giá trị lớn nhất của tác phẩm mà tác giả muốn truyền đạt đó là sống chết có số. Báo cáo thầy ạ. Tôi có ý kiến ạ. Dạ. Dạ thưa thầy. Hôm nay tôi mới biết được cái sự tích của chú bán dầu mấy cả chú bán ếch nó lại thảm thương thế này thầy. Tội quá thầy. Nhưng mà công nhận là thầy giảng hay quá thầy ạ. Dạ cháu xin phép cô ạ. Bài giảng của cháu đến đây là kết thúc ạ. Và hy vọng là em sẽ tiếp thu tốt. Và bây giờ thì cháu xin được phép nhường bục giảng lại cho thầy giáo dạy hóa. Và kính thưa quý vị, để biết được thầy giáo hóa sẽ giảng bài như thế nào, chúng ta hãy cùng đón xem số tiếp theo của chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.